hơn quý vị khán giả nghĩ như thế nào, nhưng riêng bản thân Phương Hiếu đang rất háo hức để gặp lại quý vị trong khung giờ này, 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7, để chúng ta cùng đến với không gian thật tuyệt vời của chương trình Đập Hộp Kén Rễ. Đây là chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện. Và bây giờ hãy cùng gặp gỡ ngay cô gái xinh đẹp của đêm nay qua đoạn video clip sau đây. Phạm Cao Giang, mẫu ảnh vô cùng duyên dáng, xinh đẹp, cô nàng sinh viên năm 2 của trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại. Ngoài những giây phút bận rộn trên giảng đường và làm mẫu ảnh, Phạm Giang cũng dành cho mình những khoảng thời gian thư thái để nghe nhạc, tập gym, chụp ảnh, xem phim. Cô nàng thích những bộ phim lãng mạn, là người dễ xúc động. Phạm Giang bật mí mình khá mít ướt hay khóc nhẹ, thậm chí có thể khóc vì những chuyện nho nhỏ. Chia sẻ quan điểm về tình yêu, cô cho rằng một khi đã nắm chặt tay ai thì sẽ không bao giờ buông, khi đã yêu thương hết lòng thì sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bởi vì đâu dễ để gặp được một nửa còn lại của mình giữa thế giới rộng lớn này. Trong tình yêu, gặp nhau nhờ duyên, yêu nhau bởi nợ và chia ly là do phận. Có thể ở bên nhau dài lâu hay không thì phải dựa vào sự bao dung và thật sự thấu hiểu. Còn chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng gặp gỡ cô gái dễ thương này thôi nào. Thưa quý vị, vừa xinh xắn vừa dịu dàng, hãy cùng gặp gỡ người mẫu ảnh mang tên Phạm Giang. Chào em. Xin chào anh. Dạ. Hồi hộp không? Dạ, em hồi hộp lắm. Gửi lời chào đến khán giả một cái cho bớt hồi hộp này. Dạ, em xin chào tất cả mọi người đang xem chương trình và xin chào tất cả mọi người ở trường quay. Em chào anh Phương Hiếu. À, em tên em tên là gì anh giới thiệu rồi đúng không ạ? Ha, vậy hả? Phạm Giang là mình họ Phạm tên Giang. Dạ. Hay Facebook là họ Giang em tên Phạm. Cũng là Phạm Giang. Facebook là Phạm Giang luôn. Dạ. À, Phạm tên Giang. Dạ. Hôm nay đến đây chi đây? À, thật ra thì em độc thân cũng lâu lắm rồi. Nên hôm nay em muốn đến đây để tìm một nửa của đời mình. Dạ. Còn mình độc thân bao lâu rồi? À, em độc thân cũng hơn năm rồi. Ủa vậy là lâu đó hả? Ồ, độc thân hơn một năm là lâu đó hả? Dạ, wow. Lâu. Dạ đối này... với giới trẻ là lâu mà anh. Ồ, đối với giới trẻ là dạ. Lâu rồi đó hả? Chúc cho Phạm Giang ngày hôm nay em sẽ được thăng hoa hơn, đặc biệt là mở rộng trái tim để đón nhận một tình yêu mới, được chưa? Dạ. Dạ. Vậy thì bây giờ mình cùng gặp gỡ hội đồng người thân của Phạm Giang quý vị nha. Dạ Hiếu chào mẹ. À, chào MC Phương Hiếu. Tôi tên là Hồng Ngọc và mẹ của bé Giang đây. Dạ. Hồi ơi biết đẹp gái giống ai rồi nghen. Y chang mẹ luôn ha. Mẹ, một chàng rể như thế nào đối với mẹ là một chàng rể hoàn hảo? Nhìn bé Giang thì biết rồi, rất là yếu đuối. Cho nên chị rất mong mỏi là có một chàng rể gọi là luôn che chở và bảo vệ được. Luôn che chở. Đúng rồi, phải men lì một tí xíu. Men lì. Đúng rồi. Và một cái điều nữa, ga lăng và bao dung bé. Ga lăng và bao dung bé, dễ thương quá. Dạ. Đó là tiêu chuẩn của mẹ vợ tương lai để các chàng trai trong phòng chờ à. Bây giờ cùng xem mời cô gái áo đỏ giới thiệu nào. Dạ, em là Ngọc Yến, là bạn thân cũng là bạn cùng phòng của Trà Giang. Thường Giang có tâm sự về mối tình hay là tâm sự về những lần say nắng hay là những lần rớt ai đó cho em nghe hay không? Dạ có, rất là nhiều lần. Là lúc đó cô ấy hay lụy tình hay là người ta lụy cô ấy? Dạ, em thấy đa phần là người ta lụy cô ấy. Ồ vậy hả? Là người ta lụy Giang mà Giang không chịu hả? Ồ, vậy là tại em nha. Nghe giọng bé gơ quá anh. Không sao em, chàng trai bên kia, em là ai giới thiệu nào?
Em chào anh Phương Hiếu ạ. Em là Thanh Hải ạ. Em là bạn học cùng cấp 3 với Phạm Giang ạ. À, bạn học cùng cấp 3 hả? Dạ vâng ạ. Cho anh hỏi luôn, hồi cấp 3 cô này đã biết yêu chưa? Nói thật với anh là Giang hồi cấp 3 có một mối tình rất là... À không, cũng không thể gọi là một mối tình được. Giang có thích một bạn nam và đã tỏ tình với bạn ấy. Nhưng thất bại ạ. Trời, phũ phàng luôn ạ. Có hả con? Đau lòng lắm. Có như vậy luôn á con gái. Mẹ chưa biết luôn phải không mẹ? Thấy chưa? Em có nhớ cái khung cảnh tỏ tình đó làm sao rồi bị thất bại làm sao không? Chuyện đã lâu nhưng mà em vẫn nhớ ạ. Vẫn nhớ đúng rồi. Trời ơi. Hôm ấy một ngày bình thường trời nắng đẹp ạ. Bạn hôm đấy em vẫn nhớ ngày đấy là 14 tháng 3. 14 tháng 3? Không phải 14 tháng 2 đâu nha anh, 14 tháng 3. Giang có mua hoa và tặng tới bạn ấy nhân ngày Valentine trắng. Nhưng cuối cùng bạn ấy đã không chấp nhận ạ. À xin lỗi, mình không nhận hoa của Giang được. Là vậy đó đúng không? Câu chuyện buồn là như thế đấy ạ. Câu chuyện thật buồn. Như vậy rõ ràng hội đồng người thân của Phạm Giang ngày hôm nay, ngoài mẹ là một người luôn yêu thương và mong muốn Giang hạnh phúc nhất, thì còn có hai người bạn của hai giai đoạn khác nhau của tuổi học trò. Như vậy thì rõ ràng ngày hôm nay còn chần chờ gì nữa. Tất cả chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay để chúc cho Phạm Giang kén rễ thành công về gia đình của mình. Thưa quý vị, nhà gái đã vào vị trí rồi và Hiếu tin rằng là bốn chàng trai ở trong phòng chờ cũng háo hức lắm rồi đây. Các chàng trai ơi, cố gắng lên nha! Còn bây giờ, hãy cùng diện kiến các gia đình nhà trai. Xin mời! Ngày hôm nay, chúng ta sẽ được gặp bốn vị phụ huynh đáng mến cùng với bốn người con trai của họ. Nhà đầu tiên là mẹ Minh Nguyệt, con trai Minh Trung, mẹ Sang Chảnh, con Địch Lãm. Nhà thứ hai là mẹ Xuân Hồng, con trai Bảo Trung, mẹ Sắc Sảo, con trai Tuấn Tú. Nhà thứ ba là mẹ Kim Oanh, con trai Văn Định, mẹ Diệu Hiền, con trai Điềm Đạm. Nhà cuối cùng là mẹ Tuyết Ngọc, con trai Sĩ Tú, mẹ Vui Tính, con trai Trẻ Trung. Thưa quý vị, xuất hiện tại sân khấu lúc này là đại diện bốn gia đình nhà trai. Nào cùng lần lượt làm quen. Mời gia đình số 1 giới thiệu ạ. Tôi xin giới thiệu, tôi là Minh Nguyệt, mẹ của Lê Tấn Minh Trung. Mẹ con tôi tới từ thành phố Hồ Chí Minh. Chào đón mẹ đến với chương trình. À, xin chào chị Suối. Xin chào khán giả và xin chào MC Phương Hiếu. Dạ. Tôi tên là Xuân Hồng, mẹ của bé Bảo Trung. Tôi đến từ quận 8, Hồ Chí Minh. Chào đón bà xui trai thứ hai đến với chương trình. Xin chào gia đình nhà gái. Xin chào quý vị khán giả. Xin chào MC Phương Hiếu. Tôi tên là Kim Oanh, con trai tên là Văn Định. Hai mẹ con đang sống ở Phú Nhuận. Chào đón bà xui thứ ba đến với chương trình. Chào nhà gái. Chào MC Phương Hiếu. Dạ. Chào con dâu. Con dâu luôn. Dạ, chào, chào quý vị khán giả và ba nhà trai. Dạ. Tôi tên là Tuyết Ngọc, mẹ của Sĩ Tú, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, chào đón gia đình ạ. Thưa quý vị, tất cả đã sẵn sàng hết rồi. Chúc cho các gia đình chúng ta sẽ thật nhiều năng lượng để đến ngay với vòng đầu tiên của chương trình mang tên Cục Cưng Hoàn Hảo. Vòng 1, Cục Cưng Hoàn Hảo. Ở vòng đầu tiên, chúng ta sẽ cùng theo dõi bốn vị phụ huynh của nhà trai lần lượt dùng hành động dễ thương để mô tả những đặc điểm nổi bật nhất về bốn người con của mình trên sân khấu. Từ hành động đó, gia đình cô gái sẽ đón xem các vị phụ huynh muốn ám chỉ điều gì về người con của họ. Lúc này, các vị phụ huynh sẽ lên tiếng chia sẻ đáp án và cho thấy tại sao con của họ lại là cục cưng hoàn hảo.
Thưa quý vị, ngay tại vòng đầu tiên cục cưng hoàn hảo này thôi, lần lượt từng mẹ của gia đình nhà trai sẽ lựa chọn một hành động dễ thương để diễn tả về con trai của mình. Khi lần lượt bốn mẹ nhà trai chia sẻ điều tự hào về con của mình xong, nhà gái lúc này sẽ đưa ra một quyết định khó khăn ngay đầu chương trình, dù chưa biết mặt con trai của nhà người ta. Đó chính là quyết định dừng cuộc chơi với một gia đình nhà trai bất kỳ. Chúng tôi đã sẵn sàng, hãy cổ vũ cho những người mẹ nhà trai một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Dạ. Cố lên ạ. Này căng à nha. Không lẽ con trai của mẹ bị đau răng ta? Nhà gái đoán như thế nào ạ? Thì theo tôi thấy là gia đình đàn gái có một cậu con trai đang làm bác sĩ nha khoa. Bác sĩ nha khoa phải không ạ? Mình dễ dàng đoán được hành động như vậy. Thưa nhà gái, hành động vừa rồi á là giới thiệu công việc của con tôi. Con tôi là giám đốc chuỗi hệ thống nha khoa. Đó là hàm răng, mái tóc là gốc con người. Dạ. Nếu mà muốn con mình là có đầy đủ mà là cả răng, cả tóc này kia, muốn đẹp có nụ cười tỏa nắng thì hãy đến với con trai tôi. Dạ. Ngoài công việc làm giám đốc chuỗi nha khoa thì con trai tôi nó còn có rất là nhiều sở thích và nhiều cái tài năng. Con đã từng đạt Thailand về Kung Fu năm 2016. Wow. Và con còn yêu thích bộ môn thể thao đá banh, và con còn biết về hội họa vẽ tranh. Dạ. Dạ. Trời ơi, sao con trai gì mà giỏi vậy trời. Con ơi, nếu mà muốn có nụ cười tỏa nắng hãy chọn con trai của mẹ nha. Dạ. Thưa quý vị, đó là cậu con trai gia đình số 1. Chưa gì đã thấy tín hiệu tích cực rồi. Chúng ta cùng xem mẹ nhà trai số 2 sẽ thể hiện như thế nào. Có ăn đứt mẹ nhà trai số 1 không ha? Dạ, mời mẹ nhà trai số 2 xuất trận ạ. Đó. Ủa? Quá nhiều động tác như vậy, đố gì nhà gái đoán. Thì tôi nhìn thấy chị diễn tả về con trai của chị á, thì mình giống như là một chàng trai thi vào ngành model mẫu ảnh ấy ạ. Nghiêng về model mẫu ảnh. Yeah. Con trai của tôi á, hiện tại là sinh viên trường cao đẳng kinh tế đối ngoại. Hiện tại là đang đi học, thành ra là sắp đi cái cặp táp hiên ngang đi đầu tiên. Ủa đó. Vậy hả? À? Dạ, sợ khúc sau không hiểu nên lấy cái tay đi giống như là còn là học sinh. Cái thứ hai á là bé sống rất là tình cảm. Dạ. Cái miệng bé hay bóp chép để dùng miệng chớp như vậy nè. Dạ. Và cái thứ hai nữa là ở nhà bé biết nấu ăn con trai. Dạ. Và cái đặc điểm của con trai của tôi là bé hay tự lập lắm. Cái tư duy của bé là bé thích sáng tạo tự lập. Ví dụ như bé còn là sinh viên, bé còn thêm cái nghề nữa là kinh doanh về quần áo online á, mà bé không bao giờ xin tiền mẹ. Bé tự bằng khả năng của bé mà đầu tư vô. Cái điều đó là tôi rất là ngưỡng mộ bé, cũng như là khuyến khích bé cái những mà cái tư duy sáng tạo mà không cần mà cha mẹ ỷ lại điều đó. Dạ. Rõ ràng khi mà con trai mình ở độ tuổi còn đi học như vậy. Dạ. Mà biết nghĩ đến việc kinh doanh để làm ăn, để kiếm thêm tiền, dù là bán hàng online thôi, là đáng quý rồi, phải không ạ? À? Đó là cậu con trai của gia đình số 2 được mẹ giới thiệu. Bây giờ cùng xem mẹ nhà trai số 3 sẽ dùng hành động gì để diễn tả về con trai của mình. Mời mẹ bắt đầu. Cảm ơn mẹ. Theo như tôi thấy chị diễn tả những cái hành động của bé thì mình thấy giống như là bé quyền lực. À, quyền lực. Quyền lực dậm dậm như vậy. Hay là bé là một kiến trúc sư. Rồi
Khi mà như thế này là có nghĩa là luôn lắng nghe đúng không? Luôn lắng nghe và luôn có nụ cười tỏa nắng. Không, có nghĩa là một người sếp tuy là hơi bị khó tính chút xíu nhưng mà nghĩa là bao dung. Cái tâm tốt và cái tướng thì hổn. Dạ. Tôi diễn tả là dậm xuống đất á, là tính cách của con trai của tôi á, là giống như là nó hiền như đất. Nhưng mà ai làm cái gì nó cũng không có giận, có nghĩa là không bao giờ biết giận dữ. Dạ. Và lúc nào cũng mỉm cười. Con trai của tôi là giống như là làm trưởng phòng quản lý bất động sản. Mấy bạn sale á, quản lý mấy bạn sale á. Mặc dù là tính cách rất là cương trực, trung thực nhưng mà cũng nghiêm khắc. Nhưng mà sau khi mà xong công việc á thì về nhà là vui vẻ với mẹ, lúc nào cũng cười tươi. Dạ. Mẹ có la rầy gì cũng không có biết giận. Đó, là con trai của mình như vậy. Dễ thương quá. Vậy là chàng trai này có công việc ổn định nha mẹ nha. Quản lý phòng sale của bất động sản, hiền như cục đất. Rồi lại về nhà hay chọc mẹ cười nữa, là một chàng trai ấm áp và luôn quan tâm những người trong nhà. Nhà gái thấy sao ạ? Thì cái điều này rất là tốt. Mới đầu thấy chị diễn tả làm em ngại, cứ tưởng đâu là ảnh gọi là gia trưởng, giọng binh binh vậy. Đúng đó. Là chị muốn là chỉ là đất á, nhưng mà mà ngồi xuống đất làm cục đất thì nó cũng hơi kỳ, nên là dậm xuống đất cho nó chỉ là đất. Dạ, rõ ràng là mẹ nhà số 3 đã mang đến chúng ta những thông tin vô cùng tích cực về cậu con trai nhà này. Để xem là mẹ nhà số 4 sẽ chiến đấu như thế nào để mang thiện cảm về cho con trai nhà mình. Dạ, mời mẹ bắt đầu. Viết đi thì chắc là thầy giáo. Chậm tay thì nút ruồi. Nghĩa là chàng trai này có thể là một giáo viên. Dạ. Và có một cái nút ruồi duyên. Có nút ruồi duyên, đúng rồi. À, phải không? Giáo viên và sở hữu một nút ruồi duyên cũng được ha, cũng liền vần. Như con dâu đón cũng gần đúng vậy đó, là có nút ruồi ở đây là đúng. Nhưng mà giáo viên thì không phải, nhưng mà con trai đó là có được một nút ruồi. Nó kêu bằng nút ruồi này là đại phú đại quý. Là nó làm cho người ta nhìn vô là ấn tượng và nhớ nó. Và nó có nhờ cái nút ruồi đó mà nó nói chuyện rất là lưu loát, và nó nói ai cũng thích nghe vậy. Hay rồi quá. Nó từ 15 tuổi á, là nó đã biết kinh doanh rồi đó. Rồi nó cứ kiếm, cái nói chung là nó làm được nhiều thứ lắm. Nó kinh doanh thời trang, rồi bán online, rồi tới bây giờ thì nó vẫn còn đang học, là vừa học vừa bán vừa làm. Cái gì có tiền là nó cũng làm hết. Nó rất là lanh đó. Rồi nó là đang giờ là học đại học sư phạm kỹ thuật. Nó nói chung là nó bây giờ là nó vừa đi nhiều khi nó cũng có đi thiện nguyện nè. Rồi nó thích nấu ăn, về nhà thì nó thích nấu ăn, rồi nó quan tâm những người xung quanh, rồi nó rất là có hiếu với cha với mẹ. Dễ thương quá. Dạ, vỗ tay à. Thưa quý vị, như vậy là bốn cậu con trai của gia đình nhà trai đã được mẹ thân yêu của mình giới thiệu một cách khéo léo, hài hước và đầy tự tin. Cho thấy được rằng mỗi một chàng trai đến với chương trình này đều có những đặc điểm đáng quý và đáng yêu như nhau. Liệu rằng nhà gái sẽ cân đo đong đếm như thế nào để dừng cuộc chơi đúng với gia đình mà mình cho rằng ít có điểm chung với con gái cưng nhà mình nhất? Thời gian hội ý dành cho nhà gái bắt đầu. Của nhà gái cũng đã hết. Gia đình mà nhà gái muốn dừng cuộc chơi ngay tại vòng đầu tiên này, đó là gia đình số mấy? Xin mời. Gia đình chúng tôi xin phép được dừng cuộc chơi
với gia đình. Rất tiếc bạn nói là chia tay với chị, tại vì theo như cái ý của con gái tôi thì ngay từ buổi ban đầu thì bé Giang có nói là muốn một người đàn ông mạnh mẽ, cá tính để che chở được cho bé. Nhưng mà con của chị hiền quá, thì một người đàn ông hiền quá thì không thể bản lĩnh được chống đối với cái xã hội ngoài kia mà để che chở được cho bé Giang nhà tôi. Rất tiếc, xin lỗi chị. Có lẽ là mẹ nhà gái hiểu lầm ý của tôi rồi. Bé hiền như cục đất có nghĩa là bé là rất là quan tâm tới mẹ, tới gia đình. Bé đi làm xong công việc rồi bé về nhà phụ mẹ nấu ăn, tại vì chỉ có hai mẹ con sống với nhau thôi, nên bé sợ mẹ buồn, bé về bé nấu ăn rồi bé cơm nước rồi giặt giũ cho mẹ nếu mà mẹ có công việc đi chơi với các bạn. Còn ở ngoài công việc á thì bé rất là mạnh mẽ, bé có thể là quản lý tới 36 nhân viên sale mà là được đạt được thành tích 3 năm liền là nhà quản lý giỏi của công ty. Rồi còn đậu được cái giải Hoa Vương năm 2019 của công ty tổ chức nữa. Có lẽ là nhà gái hiểu lầm ý của mẹ. Trời ơi, quên cái vụ con trai người ta là trưởng phòng. Đúng rồi, quản lý đội kinh doanh, đội sale, quản lý tới 36 nhân viên sale lận. Mẹ tưởng tượng nè, mấy bạn mà chuyên sale bất động sản á là cái miệng. Đúng rồi. Mà em nó còn là trưởng phòng quản lý của những bạn đó, chứng tỏ rằng là em không phải là hiền cái kiểu như mẹ sợ đâu. Hiền là cái tính cách hiền lành. Đúng không rồi. Không có phải là đi ăn nhậu, đi kệ giống như là đi nhảy nhót gì với bạn bè. Là xong công việc giải quyết xong xuôi là về với mẹ. Tại vì biết mẹ một mình. Thì hiền phải nói đuối. Thì phải nói là mình chỉ ước gì thôi, ước gì mình đẻ được ba cô con gái nữa mình sẽ chọn hết. Nhưng mà rất tiếc là chỉ có mình với Giang thôi, cho nên buộc lòng mình phải chọn. Dạ, ngoài ý muốn phải không mẹ? Mình chỉ lựa cái nào ít phù hợp hơn thôi. Có nghĩa là cũng có điểm phù hợp mà ít hơn ba nhà kia. Thiệt, tôi ngồi đây mà tôi tức tôi á. Tại vì rõ ràng không thể nào bảo vệ được các chàng trai khi mà họ chưa xuất hiện tại đây. Cho nên để xem khi mẹ nhà gái đưa ra quyết định như vậy, cậu con trai gia đình số 3 có mặt tại sân khấu này có làm mẹ nhà gái thay đổi quan điểm hay không? Đừng đi đâu nha, chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút. Hãy hướng về trung tâm sân khấu để chào đón cậu con trai hiền như cục đất của gia đình số 3. Lời đầu tiên cho em được gửi lời chào tới MC anh Phương Hiếu và gia đình bên bạn nhà gái. Thì hôm nay gia đình bên nhà gái cũng tới đây mong muốn là kiếm cho mình một người con rể. Đúng. Thật sự là ưng ý. Thì cũng có rất là nhiều ưu điểm của các bạn nam đang ngồi bên dưới cũng như là ba bạn đang còn lại. Em ngồi em nghe thật sự rất là nhiều ưu điểm luôn. Em thật sự em rất là hồi hộp. Tại vì mỗi người, ai cũng vậy thôi, cũng sẽ có những cái khuyết điểm và ưu điểm. Và có thể hiền như cục đất, đó là cái khuyết điểm của em. Khuyết điểm là hiền cục đất, mạnh dạn nhận khuyết điểm luôn. Dạ, khi mà mình về nhà thì mình sẽ thể hiện cái lòng tôn trọng, biết ơn và hiếu thảo với mẹ của mình. Dạ. Cũng như là khi mà mình lấy vợ về á, thì mình phải yêu thương và đùm bọc, che chở cho người vợ của mình. Đúng. Hết sức có thể. Đúng.
Dạ. Rồi, hiểu vấn đề rồi quý vị ơi. Con trai nhà người ta hiền như cục đất là hiền trong mắt của mẹ. Đối với mẹ là con trai mẹ hiền như cục đất. Tại vì con trai mẹ về nhà điều gì thì cũng luôn yêu thương, tôn trọng, lắng nghe và chiều chuộng mẹ, phải không? Dạ. Cho nên thì mẹ thấy về mẹ nói hiền như cục đất. Chứ thật ra là người ta cũng bản lĩnh và rõ ràng là có định hướng là sẽ bảo bọc che chở cho vợ con mà. Dạ. Dạ, nhà gái nghĩ sao về chia sẻ này ạ? Thì thấy cháu trai nói rất là dễ thương, cô rất là xin lỗi, nhưng mà có bé bạn của bé Giang nhà cô nãy giờ nghe con nói và nhìn thấy cái mẫu mã đẹp trai hot boy của con, bé rất là mở lòng. Con như thế nào ạ? Dạ thì con cũng cảm ơn và cũng rất là cảm ơn bạn nữ đã động viên và có những cái chia sẻ rất là thú vị về mình. Dạ. Bé đó mến em. Dạ. Nếu mà được như vậy thì em cũng rất là lấy lòng quý mến và cũng mong muốn cho mình một cái cơ hội để thử và biết đâu là mình có cái duyên với nhau thì sao? Điện thoại đâu? Dạ, điện thoại của em đây ạ. Mở màn hình lên. Bấm. Đừng có bấm 113 nha bé. Dạ, đây, rồi, cất. Dạ. Em xin cảm ơn anh Phương Hiếu. Và cho em xin được hỏi là bạn nữ tên gì để em lưu lại luôn ạ? Dạ em tên Yến. Để em nhá qua luôn. Lưu lại luôn con. Nhá cẩn thận. Nhá sao trúng tim con ta, chịu trách nhiệm đáng chịu. Chúc cho em và Yến sẽ có cơ hội tìm hiểu nhau. Mình gặp nhau tất cả đây đều là duyên hết. Đôi khi cũng khuyên nhẹ bé Giang, dẫn bạn đi theo coi chừng mất bồ nha. Ủa đúng không? Mình chưa được chỉ trơn mà tự nhiên ta có mối rồi. Đúng rồi á. Thấy chưa? Cẩn thận, nó vui vậy thôi chứ tại gia đình nhà gái cũng dừng cuộc chơi rồi. Thôi thì mình tạo may mắn cho những người bạn đi cùng cũng hợp lý ha. Chắc có lẽ khi mà nghe nhà gái chia sẻ như vậy thì mình cũng thấy yên tâm là mình cũng không có gì mà thiếu thốn cả. Quan trọng là do không có trúng gu nhà gái thôi. Nói với anh một câu đi nào. Thật ra thì em cũng không biết nói gì hết. Thì theo chia sẻ của mẹ em thì em cần một người mạnh mẽ. Là kiểu kiểu mạnh mẽ ra ngoài luôn á đúng không? Dạ, mạnh đúng mẽ không? Ra ngoài đúng luôn. Rồi, vậy không? Dạ. Chính bùi thường sinh phải không? Dạ, đúng rồi. Còn anh là kiểu hiền, là có nghĩa là hiểu thảo với mẹ. Em biết nhưng mà gu của em là mạnh mẽ. Đúng rồi, khác gu thôi. Không sao cả. Nhưng rồi sao? Thôi, chúc cho em và mẹ công việc tiếp tục tốt, tiếp tục thăng tiến. Lần sau gặp lại là mình lên giám đốc luôn. Dạ. Nha. Và quan trọng là mẹ sẽ kiếm được một nàng dâu vừa ý mẹ nhất. Tại vì đàn ông mà hiền như cục đất như con trai của mẹ chắc chắn là đắt kèo lắm cơ. Quan trọng là mối lương duyên đang ngồi trước mặt đó sẽ sớm trở thành hiện thực. Chúc cho hai em sẽ có những khoảng thời gian tuyệt vời nhé. Còn bây giờ dĩ nhiên là phải gửi lời chào đến hai mẹ con. Cảm ơn đã đến với chương trình ạ. Thưa quý vị, phải khẳng định luôn là một cặp mẹ con rất là dễ thương luôn, phải không ạ? Nhưng mà rất tiếc chỉ là không có trùng gu với nhà gái mình thôi. Không sao cả, từ 4 ứng viên tiềm năng ban đầu, chúng ta vẫn còn 3 ứng viên xuất sắc để cùng nhau đến với vòng tiếp theo mang tên Đập hộp kẽn rễ. Vòng 2, đập hộp kén rễ. Ở vòng 2, hình bóng của ba chàng trai lần lượt xuất hiện qua chiếc hộp được đặt trên sân khấu. Các chàng trai sẽ tạo dáng trong vòng 30 giây để gia đình cô gái quan sát. Sau 30 giây, các vị phụ huynh sẽ có một phút xuất chiêu hỗ trợ con mình đưa ra những lời thuyết phục chân thành nhất. Sau cùng, gia đình cô gái sẽ loại đi một gia đình mà mình thấy không tương xứng nhất.
quý vị, ngay tại vòng 2 này, một chiếc hộp bí ẩn sẽ xuất hiện ở giữa sân khấu. Các chàng trai lúc này khi đứng trong chiếc hộp sẽ có 30 giây thôi để thể hiện những động tác, thể hiện cá tính ngoại hình của mình để cho Giang cũng như gia đình của mình được nhìn thấy. Rồi sau đó, mỗi người mẹ sẽ có thêm 1 phút nữa để đưa ra những lời quyết định thuyết phục gia đình nhà gái. Lúc này trên sân khấu, gia đình nhà trai số 1 đã sẵn sàng rồi. Xin mời! 30 giây thôi nha. Nhanh, gọn, lẹ, quyết liệt. Dạ. Dạ, thưa nhà gái. Cùng con dâu tương lai, như đã nói ban đầu, con trai tôi là giám đốc của chuỗi hệ thống nha khoa. Bên cạnh đó là con còn làm rất là nhiều công việc. Con làm thiện nguyện này, nhất là mùa dịch vừa rồi là con làm công tác thiện nguyện rất là nhiều. Con còn đi vẽ tranh, coi như là vẽ tranh và những cái mảng tường mà trống là con sẽ làm những cái mảng bích họa này kia cho nó thêm sinh động, thêm đẹp đường phố. Với lại con là đã thích cái môn thể thao đá bóng, và bên cạnh đó là con luyện tập công phu đã được 10 năm. Mà những cái người mà luyện tập công phu là mạnh mẽ về thể chất và mạnh mẽ về tinh thần. Thành ra là làm việc rất là, coi như là rất là sáng suốt. Giải quyết công việc rất là ôn hòa, không có là đem cho cái người đối diện cái sự khó chịu. Thành ra là khi mà bên gia đình nhà gái mà chọn con trai tôi là sẽ có nhiều cái lợi thế. Như là con trai tôi tập công phu là sẽ mạnh mẽ, dạ, là cái bờ vai vững chắc cho con dâu, dạ, và là có rất là có cái nền tảng kinh tế, dạ, là rất là vững chắc khi mà chọn. À dạ. Dạ thưa quý vị, mẹ nhà trai đã lố giờ hết 4 nhịp. Nhưng mà không sao, mẹ nào mà không thương con phải không ạ? Nhưng mà tại vì, xin lỗi MC, tại vì con trai của mình coi như là nó quá nhiều ưu điểm, nên thì em 1 phút không thể nào mà nói hết những cái ưu điểm của con mình. Thời gian 1 phút làm sao mà kể hết về con trai tuyệt vời nhà người ta, phải không ạ? Dạ. Nên dạ thông cảm, nhà gái cảm thấy như thế nào qua phần giới thiệu này? Nói chung theo tôi thấy chị giới thiệu về con trai của mình á, thì thấy cậu rất là giỏi, dạ, rất là đa tài. Điều đặc biệt nữa là men. Với lại cái ấn tượng của tôi là đi thiện nguyện. Dạ. Thì mình nghĩ cậu này là rất sống rất là tình cảm. Dạ đúng rồi. Bao dung và ôn hòa. Những cái đợt khi mà tạo dáng cái là bạn đổi liên rồi tục là con làm công tác thiện nguyện rất là nhiều. Dạ. Dạ. Bạn rất là năng động, bạn rất năng động khi đứng trong chiếc hộp kén rễ đó. Em thấy sao về chàng trai này? Theo hồi nãy đòi bờ vai đủ rộng, chuẩn men rồi đúng không? Trời ơi, cái này là bao luôn. Cũng đúng ý của em. Đúng ý của em đúng không? Dạ. Anh thấy cái mồi là anh nghĩ rồi. Bờ vai mạnh mẽ. Bờ vai mạnh mẽ thật, dạ, sự là khá là hợp với cái vóc dáng này nếu ở bên ngoài mà gặp đúng mặt. Đúng ý thì là chọn đi con. À dạ đúng rồi. Thưa quý vị, đó chỉ mới là chàng trai của gia đình số 1 thôi. Tạm chia tay hai mẹ con gia đình số 1 để gặp gỡ hai mẹ con gia đình số 2 để xem ấn tượng mang thêm là gì nữa. Xin mời. Dạ. Dễ thương đó. Con trai của tôi hiện tại là sinh viên học trường cao đẳng của bên kinh tế đối ngoại. Bé đặc biệt con cái là bé có ý chí cầu tiến lắm. Đang là sinh viên nhưng mà bé luôn có khát khao là tìm tòi, muốn kinh doanh, và muốn cái tư duy của bé suy nghĩ người lớn là muốn phát triển lên hơn nữa. Đặc biệt là bé là thích biết nấu ăn.
con mà về mà làm dâu của bác á hả là tuyệt vời luôn. Con không cần làm gì hết, là có một người đàn ông á luôn luôn là vừa lo bên ngoài và cũng sẽ vừa lo bên trong cho con, giúp con những việc nhỏ và những việc lớn, tạo con một sự ấm áp trong gia đình. Ngoài ra bé là có biết lắng nghe nữa, rồi tình cảm lắm. Ví dụ như mà mẹ có buồn vui cái gì đó là biết lợi mẹ san sẻ dỗ về. Và ví dụ như có con là vợ của con trai bác thì con có buồn vui cái gì đó cần một người biết lắng nghe tâm sự là một điều rất tuyệt vời con. Dạ, thật sự tuyệt vời thưa quý vị. Mẹ tận dụng rất tốt thời gian một phút để chia sẻ thêm thông tin về cậu con trai nhà mình. Nhà gái thấy sao về chia sẻ này? Tôi thấy chị chia sẻ về cậu con trai của mình thì tôi đang suy nghĩ những cái động tác của bé. Giống như mẹ kêu là bé thì mình cảm thấy bé chưa có trưởng thành. Dạ. Đó. Và những cái điều động tác mà ảnh múa như vậy thì luôn vui tươi nhí nhảnh nhưng mà thể hiện ra là mình chưa có trưởng thành lắm. Dạ cũng không hẳn ạ. Tại vì thật ra là mẹ nói như vậy hiếu bên em chút xíu. Và lúc này khi mà đứng ở trong đó mục đích để làm gì? Để tạo cái dáng làm sao cho ăn tiền nhất. Cho nên khi mà nghe Hiếu nói là nhí nhảnh đồ lên thì em nó hài hòa, nó vui vẻ lên thôi. Chứ lúc đầu em nó đâu có làm mấy động tác đó đâu. Cho nên mẹ đừng hiểu lầm tội nghiệp em ạ. Trước tiên là mình thấy trước mắt là nó như vậy. Nhưng mà thật ra tôi cũng rất là tò mò với cậu bé này để coi thử như thế nào. Dạ, để coi có thử phù mẹ hợp ha. Với cô gái của mình dạ. Hay không. Anh hỏi thật nè, em thích một chàng trai trưởng thành mà nhiều năng lượng hay là một chàng trai trưởng thành mà gia trưởng, không có thích giỡn hớt, đi đâu cũng phải nghiêm túc? Em thích trưởng thành mà kiểu năng động á anh. Đúng không? Dạ, có nghĩa em là thấy bạn này thì trẻ trung năng động. Được ha. Được á. Thưa quý vị, đó là cậu con trai của gia đình số 2. Chúng ta cùng chờ xem màn thể hiện của gia đình số 3 như thế nào. Cảm ơn mẹ nha. Hẹn gặp lại mẹ. Gia đình số 3 đã vào vị trí. Nào, cùng tận hưởng 30 giây thể hiện của cậu con trai nhà số 3. Bắt đầu. Rồi. Mẹ một phút để chinh phục gia đình nhà gái bắt đầu. Như ban đầu tôi đã nói là con trai tôi rất là cao to, rạm dở ha. Là nó là vừa học mà 15 tuổi nó đã là biết kiếm tiền rồi. Mà nó còn biết thương mọi người, nó đi hay đi thiện nguyện nè. Rồi nó còn đi thể thao cho khỏe. Rồi nó rất là về nhà là nấu ăn rất là ngon. Rồi còn như là lo cho cha cho mẹ, rồi còn nhiều thứ nó rồi nó phải quan tâm nhiều người xung quanh và nó rất là vui nên nhà lúc nào cũng rộn ràng hết á. Nên là nếu như mà con dâu mà chọn con trai của tôi á thì rất là, tại vì cái tướng đó là tướng đại phú đại quý rồi nên là khỏi lo vậy. Mẹ tướng số rồi phải không mẹ? Đó, đúng số đã mà định. Nó lanh 15 tuổi là biết kiếm tiền rồi. Dạ, con người ta là tướng đại phú đại quý. Cho nên mẹ nhà trai rất tự hào. Dạ, mẹ nhà gái thấy sao ạ? Thì thấy mẹ nói về cậu con trai của mình đó, thì em nhìn nhận thấy cũng ok. Nhưng mà nhìn cháu thật sự là năng động, cao, chắc là hot boy rồi đây. Đây. Rất là đẹp trai nha. Đẹp trai không mẹ? Đẹp trai lắm. Ngon lành. Thấy mẹ nó đẹp không? Thấy mẹ đẹp không? Mẹ đẹp, mẹ đẹp. Ý vậy đó. Mẹ là dữ dội nha. Bây giờ hỏi nè, bạn thân của Giang, bình thường Giang thấy mấy chàng trai đẹp đi lướt ngang, Giang nó cũng quay lại nó nhìn không? Dạ, lần nào Giang cũng nhìn đó. Lần nào cũng nhìn. Giang cũng thuộc dạng là nhút nhát, trầm tính. Nên là em thấy Giang cũng nhìn theo kiểu ngại ngại thôi anh. Là kiểu hai bọn em đi chung. Ê em mày ăn kia đẹp trai kìa. Đứng đứng nhìn. Ai nói đừng nhìn? Em nói đừng nhìn hả? Mình em nhìn thôi. Em vừa nói đừng nhìn mà em là quay lại em nhìn rồi đúng không? Trời ơi đó. Bởi vậy mới nói rõ ràng. Cái cô này nè, không phải là quá hiền mà là dịu dàng. Cái kiểu dịu dàng và ngại ngùng gơ chứ không phải là quá hiền.
hiền cái kiểu mà như là yểu điệu thục nữ thì không có đâu, chỉ là hiền lành mà cái kiểu hiền dễ thương trong sáng. Đây chính là ba gia đình, thưa quý vị. Ba gia đình đã thể hiện thêm và nói thêm những thông tin tự hào về con của mình. Mình thấy đâu đó qua vóc dáng thì có rất là nhiều điểm tương đồng với mong muốn của Giang, cho thấy là gia đình nhà gái đã dừng cuộc chơi đúng lúc với lựa chọn đầu tiên. Cho nên ở lựa chọn thứ hai này, liệu rằng khi ba bà xui tương lai quay trở lại sân khấu thì gia đình nhà gái sẽ dừng cuộc chơi với ai tiếp đây? Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chúng ta đã quay trở lại rồi đây. Và ngay lúc này, thầy đã hội ý cho nhà gái bắt đầu. Mời mẹ nhà gái đứng dậy và đưa ra quyết định quan trọng trong một này. Xin mời. Bây giờ cũng không phải biết nói như thế nào. Tôi rất là đắn đo, phân vân giữa hai gia đình, số 2 và số 3. Phân vân giữa số 2 và số 3. Nếu mẹ còn phân vân như vậy, thì Hiếu xin phép được hỏi cậu bạn thân của Giang. Em, theo em thì nên dừng cuộc chơi với gia đình số mấy? Nên dừng lại con trai ở gia đình số 3. Vì sao? Em nghĩ là bởi vì cậu con trai nhà số 2 hiện tại đang học ở trường cao đẳng kinh tế đối ngoại, đúng không ạ? Và thật bất ngờ là Giang cũng đang học ở trường cao đẳng kinh tế đối ngoại. Ủa? Cùng trường em. Coi chừng quen nha. Wow. Em nghĩ đây có thể là một tín hiệu vũ trụ hoặc là một định mệnh gì đấy. Một sự cố ý đến đây. Vâng, hoàn toàn chính xác ạ. Rồi. Vậy thì bây giờ hỏi tiếp bạn thân của Giang. Theo em, số 2 và số 3 em muốn dừng cuộc chơi với ai? Dạ, thì ý kiến của em thì cũng giống như là của bạn Hải. Thì em nghĩ là nên dừng cuộc chơi với bạn nam số 3. Ừ, là cũng y chang như vậy luôn. Dạ. Cũng tín hiệu từ vũ trụ luôn. Theo một ý kiến nữa từ Phương Hiếu thì Hiếu thấy là cả ba gia đình thật sự rất là dễ thương. Nếu mà dừng cuộc chơi với ai cũng đáng tiếc hết. Có lẽ lúc này mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía vị trí mẹ của nhà gái. Mời mẹ đưa ra quyết định cuối cùng. Bây giờ cũng không biết nói như thế nào, rất là đáng tiếc luôn. Phải nói mình đến với đây á, mình gặp mặt tại cái hội trường này thì rất là có duyên. Nhưng mà để đưa ra một cái quyết định sàng lọc và lựa chọn một trong hai thì nói chung là gia đình nãy giờ cũng bàn rồi, là hợp với bé Giang là gia đình. Gia đình số 2. Có nghĩa là hai bạn học chung trường, để cho hai bạn có dịp để mà tìm hiểu với nhau. Cho nên rất tiếc tôi sẽ loại gia đình số 3. Ây da. Thưa quý vị, hên sao cho gia đình số 2 khi mà cậu con trai không biết vô tình hay cố ý hay là tín hiệu từ vũ trụ đã học chung trường với Giang. Cho nên mẹ dùng biện pháp loại trừ, cũng như dùng những cái mong muốn có điều kiện gặp gỡ nhau nhiều hơn khi cả hai học chung trường, cho nên dừng cuộc chơi với gia đình số 3. Dạ, mẹ nhà trai mình nghĩ sao ạ? Nói chung là cũng là đáng tiếc, nhưng mà nếu mà nói là loại dòng con trai của tôi thì sự đáng tiếc của nhà gái. Tiếc cho nhà gái phải không? Đúng rồi. Tại vì sai sót, rất là sai sót. Một cái sai sót
quá uổng đúng không? Đúng rồi. Làm sao mà chàng rể tuyệt vời như vậy mà vừa đàm, giỏi nè, vừa đàm, nói chung là nó rất là đa năng đó mà. Dạ. Cao ráo đẹp trai nữa, vui vẻ nữa, lúc nào nhà cũng rộn ràng. Nhìn thấy mẹ là biết liền. Nhìn thấy mẹ là biết. Thì đối với tôi phải nói là nhìn mẹ của cậu con trai đó thì rất là ok. Và cậu con trai cũng ok, nhưng mà rất tiếc tôi phải sàng lọc cho con bởi gái. Vậy mới nói là nhà gái sai sót. Dạ. Thật ra thôi thì dùng từ sàng lọc hay không sàng lọc, mình lựa chọn đôi khi mình lựa chọn sai thì nó cũng là sai thôi. Nhưng mà nếu mình sàng lọc đúng thì biết đâu chỉ cần một lần lựa chọn đúng thôi là đủ. Phải không mẹ? Cũng mong là như vậy. Dạ, cho nên không đắn đo gì nữa, để xem nhà gái có phải tiếc nuối hay không. Chúng ta cùng quay trở lại cùng với cậu con trai nhà số 3 diện kiến tất cả quý vị nha. Lại có tấm lòng thiện nguyện nữa là cậu con trai gia đình số 3. Cái nét dễ thương y chang quá mẹ. Xài luôn, quá xài, quá xài phải không? Coi con trai nhà người ta nè, đó đây, thưa quý vị, một ruồi đại phú đại quý đó. Mẹ mình tự hào mình giới thiệu. Yeah. Xin chào mọi người ở trường quay, xin chào anh và xin chào bên nhà gái và các bạn khán giả. Em tên là Tú. Dạ, là con của mẹ Ngọc. Dạ, hôm nay em với mẹ đến đây là để cái điều thứ nhất là em muốn tìm cho mình một cô bạn gái, và cái điều thứ hai là muốn tìm cho mẹ một cô con dâu. Nhưng mà rất là tiếc, bởi vì rất là tiếc là không được như ý, phải ra về sớm. Nhưng mà cũng không sao, cho dù là có ra về sớm thì em và mẹ cũng rất là vui rồi. Dạ. Yeah. Ôi hiền dễ thương mẹ ha. Trai. Dạ, mẹ nhà gái có tiếc không ạ? Bây giờ phải nói là rất là đáng tiếc luôn. Phải chi mà mẹ sanh ra được nhiều cô con gái thì mẹ không có bỏ rơi con. Tại vì đây là một chàng trai quá nhiều ưu điểm, thật sự là quá nhiều ưu điểm. Chỉ Sukana là không học chung trường thôi. Phải không? Đúng. Mình rồi. Bị dừng cuộc chơi là do không học chung trường không, đó em. Không chung trường. Nhưng mà em cũng hay lên trường bàn chơi á. Ủa vậy hả? Dạ đúng rồi. Em hay lên trường cao đẳng kinh tế đối ngoại chơi. Dạ đúng rồi. Hồi nãy nói thông tin này sớm hơn là coi như được giữ lại thôi. Đúng rồi, nhưng mà tiếc là coi chừng có người bị dừng cuộc chơi là cái người bên gái. Tại nó đi mà nó đâu nói. Dạ. Thôi thì định mệnh đã sắp đặt rồi. Còn em thấy như thế nào về chàng trai này? Em thì nghe theo mẹ em. Em theo mẹ em. Nhưng mà không sao đâu. Biết đâu nếu mà em thành với cái người học cùng trường đấy thì coi chừng cậu này lên đấy thì cũng gặp nha. Vô tình gặp thôi. Phải không? Đúng rồi, hình như nếu như mà em nhớ không nhầm, hình như em có làm chung với bạn này rồi. Có làm chung rồi luôn hả? Đợt trước mình với bạn có làm chung ở trường sư phạm kỹ thuật đúng không? Phải không? Bạn đã từng làm ở sư phạm kỹ thuật chưa? Dạ rồi. Thế là từng làm chung rồi. Trời ơi. Coi như là mình không có duyên rồi. Mà lúc đó làm chung tại sao không thả thính con gái người ta? Bởi vì lúc đó bạn nữ xinh quá, với lại em cũng kiểu là ngài á, em cũng nghĩ là bạn có bạn trai rồi cho nên em không có dám. Không sao ha, anh nghĩ rằng nhiều mối lương duyên như vậy thì để xem ngày hôm nay xem như thế nào. Nếu mà kết quả mà nó có như thế nào đi chăng nữa thì mình cứ giữ mối quan hệ trước đi. Rồi biết đâu thì cơ hội tới thì mình cầm cờ mình chạy thôi, phải không? Bây giờ vẫn là một lời chúc tuyệt vời nhất để gửi đến cho hai mẹ con. Mẹ và con đều rất vui vẻ, đều rất dễ thương và đều rất ăn điểm. Chỉ là mình chưa có may mắn bằng các gia đình hôm nay thôi. Chúc cho mẹ và em trong chặng đường sắp tới gặp nhiều may mắn và thuận lợi cả trong công việc và cuộc sống. Cảm ơn mẹ và em đến với chương trình ạ.
Vậy thì hãy đến ngay với vòng quyết định mang tên Thách thức Xua Gia. Vòng 3, thử thách Xua Gia. Ở vòng 3, hai chàng trai sẽ lần lượt xuất hiện trên sân khấu và có 30 giây để chinh phục trái tim cô gái. Sau 30 giây, hai vị phụ huynh sẽ xuất hiện cùng với hai món bảo bối đắt giá nhất mà họ đem đến chương trình để chinh phục gia đình Hồng Gia tương lai của mình. Vòng 3 sẽ càng hấp dẫn hơn khi gia đình của hai chàng trai kiên quyết tranh luận và đưa ra những lý lẽ thuyết phục, giải thích tại sao con trai họ xứng đáng được gia đình cô gái lựa chọn. Sau màn tranh luận kịch tính, gia đình cô gái sẽ đưa ra quyết định cuối cùng chọn gia đình nhà trai nào phù hợp và đạt tiêu chuẩn để trở thành thông gia của mình. Cuối cùng, cô gái của chúng ta sẽ lên tiếng về cảm nhận của bản thân và đưa ra lựa chọn có bước vào bên trong chiếc hộp với chàng trai đó hay không. Thưa quý vị, ở vòng quyết định này, mỗi chàng trai sau khi xuất hiện tại đây sẽ có 30 giây để tỏ tình với nữ chính ngày hôm nay. Sau khi tỏ tình xong thì hai chàng trai này chào đón sự trở lại sân khấu của hai người mẹ. Hai người mẹ lúc này sẽ mang đến chương trình chúng ta là hai món bảo bối để tiếp tục chứng minh cho nhà gái thấy vì sao nên chọn con trai của mình. Không chần chờ nữa, cùng gặp gỡ cậu con trai gia đình đầu tiên. Dạ, chào không? Anh Hiếu, dạ em khỏe. Thưa quý vị, đây là một chàng trai có nghề quý vị nha. Hèn chi hồi nãy nghe mẹ tự hào giới thiệu là cung phu và giành nhiều huy chương. Mình cũng thắc mắc lắm. Đây là một chàng trai rất là tài năng. Hôm nay đến đây tìm bạn gái ha. Dạ. Được nha. Nhưng mà quan trọng nè, hồi nãy mẹ giới thiệu nhiều như vậy về cung phu. Nếu như ngay bây giờ anh mong muốn có một tiết mục gì đó để thể hiện tài năng của mình, chẳng những cho vợ tương lai và nhà vợ tương lai cũng như tất cả quý vị khán giả luôn, thì được không? Có chuẩn bị kịp không? Này, thì lời chào đầu câu chuyện đúng không ạ? Vậy thì em xin được tặng món quà thay cho lời nói của em ạ. Em cần đạo cụ gì? Dạ thì chắc là để thể hiện sức mạnh, thôi em cần một trái dừa. Một trái dừa. Rồi gì với nữa? Một cây đinh. Một cây đinh. Dạ. Cây đinh to đinh nhỏ? Dạ, đinh dài một tấc. Đinh dài khoảng một tấc. Dạ. Dừa đinh rồi để dưới đất hay để để trên bàn với một cái bàn. Một cái bàn ha. Thưa quý vị, vì đây là yêu cầu đột xuất cho nên là cây nhà lá vườn có gì xài đó. Trung sẽ làm gì? Trung có thể nói sơ để mọi người cùng nắm không? Dạ, thì trước hết thì mọi người thấy rồi ạ. Đây là một trái dừa thật ạ. Rất là cứng mọi người. Dạ. Thứ hai nữa, cái đinh ạ. Dạ. Và cái đinh này rất là nhỏ. Cái đầu nó cực kỳ nhỏ. Dạ. Dạ. Thì em sẽ thể hiện một cái tiết mục về cung phu ạ. Cung phu. Dạ, em sẽ sử dụng bàn tay của mình. Tay. Và dùng tay không đóng cái đinh này xuyên trái dừa. Dùng tay không đóng đinh vào dừa, thưa quý vị. Thưa quý vị, đây chính là màn biểu diễn của nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp. Chúng ta không nên bắt chước tại nhà bằng mọi hình thức, quý vị nha. Tấn Trung, xin mời. Thể hiện sức mạnh. Anh, đây là món quà anh tặng cho em. Em đưa cho em giữ cho mày. Cầm giùm nè. Xăng tài áo lên thưa quý vị. Xăng thêm một tay nữa thưa quý vị. Nội công đã được vận. Đinh rất nhỏ và rất cứng thưa quý vị. Đặt trên trái dừa tươi. Và tay của anh ấy đang chuyển đem nằm
một chiếc khăn đen bí ẩn đã xuất hiện. Bịt mắt lại thưa quý vị. Trong trạng thái bịt mắt, xác định trái dừa ở đâu, tiếp tục đặt cây đinh lên trái dừa. Bịt mắt thưa quý vị và tiếp tục vận công. Mời thưa quý vị, đừng đi đâu nha. Quay trở lại sân khấu này sẽ là màn tỏ tình của chàng trai cung phu tuyệt vời ngày hôm nay thưa quý vị. Thưa quý vị, chàng trai này sẽ chinh phục cô gái bằng những lời tỏ tình như thế nào? 30 giây dành cho hai em, bắt đầu. Em có nghe tiếng gì? Dạ, nghe tiếng gì vậy? Em có nghe tiếng gì không? Dạ không. Em lắng nghe lại một chút xíu nữa. Sắp hết giờ rồi. Mau mau, nghe không? Tiếng tim anh đang thở vậy. Thưa quý vị, đó là chàng trai đầu tiên. Chàng trai thứ hai là ai cùng gặp gỡ anh ấy? Xin mời. Em tên là Bảo Trung, hiện em năm nay 20 tuổi, đang là sinh viên của trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại. Và thật trùng hợp là bạn nữ ở đây là cũng học ở trường em luôn. Và em hy vọng là sau này em sẽ có cơ hội để có thể chở bạn nữ đi học về, hoặc là có thể chở bạn nữ đi ăn uống gì đấy. Tôi nghi nha, cho hỏi quý anh có quen quý cô đây không? Dạ, em không ạ. Thật không? Thật. Cho hỏi quý cô có biết quý anh này là ai không? Dạ không ạ. À không, mừng quá. Hết hồn. Rồi vậy thì nhìn mặt nhau nào. Cùng trường ha, sẽ có nhiều điều để nói. Nhưng mà 30 giây quan trọng là nói cái gì để tỏ tình nha. Sẵn sàng chưa? Ready? 30 giây. Let's go. Giang à, anh sẽ kể cho em về một cái món đồ vật mà anh rất, đối với anh là rất quan trọng. Đó chính là chiếc đồng hồ. Thì nó là một trong những cái món đồ mà giúp anh có thể sắp xếp được công việc, thời gian, công việc và học tập của anh một cách hợp lý. Và anh hy vọng là sau buổi tối ngày hôm nay thì nó có thêm một tác dụng nữa. Đó là nhắc nhở anh đón em đi làm và đi học đúng giờ, và hẹn em những cái bữa ăn hoặc là bữa đi chơi. Thật là không để em phải chờ đợi. Và nếu như em đồng ý hẹn hò với anh ngày hôm nay thì ngoài những cái thời gian mà làm việc và học tập thì những cái số ở trên kim đồng hồ này sẽ là thời gian dành cho em. Nè, dù gì đó nha, dù gì đó, tại nãy lì xì cho bạn Trung thời gian để thể hiện, cho nên là cũng cho em thêm thời gian để nói câu cuối. Thưa quý vị, hai chàng trai đã thể hiện xong 30 giây tỏ tình cùng với Giang rồi. Vậy thì khi mà hai người mẹ trở lại sẽ mang đến món bảo bối gì đây? Chúng ta cùng chào đón hai người mẹ quay lại sân khấu này. Dạ thưa quý vị, hai người mẹ thân yêu của hai cậu con trai đã quay trở lại
mang hai món bảo bối gây sự tò mò cho chúng ta, phải không ạ? Bây giờ, nào, Giang cùng Quang Vinh Hiếu để khám phá nha. Mời Giang, sờ thử. Một tờ giấy. Một tờ giấy, dày hay mỏng? Dạ, vừa vừa. Vừa vừa, có dán ép lại không? Có ép lát tích lại không? Dạ không ạ. Không ha, là giấy không? Giấy không. Dày hay là mỏng? Như một cuốn sổ hay sao ấy? Một cuốn sổ hay sao thì nghe hơi là nhiều. Mỏng, hơi mỏng. Một sấp. Dạ, vừa vừa. Vừa kiểu vừa. Nó cũng... Thử khám phá xem hai tờ hay là một tờ hay là nhiều tờ. Tại vì giấy là nó nhiều khổ. Này chắc là... Nhiều không? Một cái phong bì. Một cái phong bì. Nó hơi dày. Hơi dày. Hả? Mời chị Đình đoán ạ. Đó là gì ạ? Sổ tiết kiệm. Sổ tiết kiệm. Dạ. Đó là lời dự đoán của gia đình nhà gái. Chúng ta cùng mở. Có phải là một quyển sổ tiết kiệm hay không? Thưa quý vị, đó là một phong bì. Ở trên đây, anh đọc lên được chứ? Thiên sứ Dentist Dental Clinic. Rồi, biết vụ gì rồi. Thưa mẹ, với phong bì có tên của doanh nghiệp cùng với chữ ký con trai mình trong đó, mẹ muốn mang đến thông điệp gì để trình cho gia đình nhà gái? Mời mẹ bắt đầu. Dạ, thưa nhà gái, gia đình tôi thì không thiếu gì hết, chỉ thiếu người dùng tiền thôi. Và nhân hôm nay, tôi không biết là bên gia đình nhà gái và con dâu tương lai có chọn con trai tôi hay không, nhưng mà tôi tặng một voucher làm răng sứ 300 triệu và được bảo hành trọn đời. Con chọn con trai của mẹ là cái hàm răng của con là sẽ được bảo hành trọn đời luôn. Tặng voucher làm răng sứ trị giá 300 triệu đồng, thưa quý vị. Con bảo hành trọn đời. Bảo hành trọn đời nữa, thưa quý vị. Bà xuôi này chơi sang quá. Cảm ơn mẹ rất rất là nhiều. Và đây có lẽ không chỉ là một món bảo bối thể hiện tấm thịnh tình, mà nó còn chính là sự minh chứng cho một cuộc sống sau này ấm êm trọn vẹn, khi mà cậu con trai của gia đình nhà trai đây đã có công việc ổn định, chẳng những là có năng khiếu về công phu mà còn có một công việc, một cơ ngơi ổn định để đảm bảo lâu dài cho cuộc sống gia đình. Rồi sau này về làm bà chủ. Giang qua đây với anh Hiếu tiếp tục khám phá bên đây. Bên đây coi ông nào ốm ốm mà nhô dữ ha. Nhìn phát là thấy liền. Nào em khám phá. Từ từ rồi từ trên xuống dưới nha. Đó. Sao? Giới thiệu liền. Mình chạm thấy cái gì? Cứng nhưng mà nó cứng. Nó mềm. Cứng mà không mềm. Wow. Ý là nó giống một cái hộp. Giống một cái hộp. Cái hộp. Ở dưới có cái gì? Ở trên có cái gì? Từ trên xuống dưới tới ở đâu dưới... có cái gì mình diễn tả? Lạnh lạnh. Hả? Ở dưới lạnh lạnh. Ở dưới gì? Nó lạnh lạnh hả? Dạ. Lạnh đúng rồi. Nó cũng ở mềm. Trên ấm mà ở dưới lạnh. Ở trên cứng mà ở dưới mềm. Cái hàng này lạ. Gia đình đoán được gì không ạ? Không đoán được. Để anh ra tay. Có thể là này anh yêu em muốn uống ta tưa. Đúng rồi, có khả năng là ly trà sữa. Đúng không? Dạ, mình mở nha. Thể hiện tình yêu ngọt ngào. Trời ơi, tôi nghi lắm mà. Trời ơi. Dạ mời mẹ. Mẹ mang một ly trà sữa thật là to, full top pin luôn. Với thông điệp gì thưa mẹ? Mấy bạn biết là cái ly trà sữa nó thể hiện như thế nào?
Có nghĩa là ly trà sữa thể hiện trẻ trung của đôi trai gái này. Và cái mùi vị nó ngọt ngào, là tôi cũng muốn là tình cảm của hai con nó sẽ ngọt ngào cũng giống như ly trà sữa này. Thành ra là coi như là cũng là cái duyên nợ, duyên số của hai con giống như là trời định như vậy đó. Dạ. Mặc dù mẹ không cho con vật chất, nhưng mà mẹ ý nói mẹ là cho con cái cần câu và cái mồi để cho hai con tự lực cánh sinh, mà có thể là nó vững mạnh trong cuộc sống của hai con hơn. Giống như là ly trà sữa này. Thưa quý vị, dùng từ kẻ tám lạng người nửa cân để so sánh cho hai món bảo bối này là khập khiễng. Nhưng rõ ràng mỗi bên đều có lý lẽ riêng của mình để thuyết phục nhà gái. Nhưng quan trọng đây chỉ mới là màn ra mắt bảo bối mà thôi. Liệu rằng sau khi quay trở lại trong ít phút nữa, nhà trai sẽ cùng đưa ra những quan điểm nào để thuyết phục nhà gái vì sao không nên chọn gia đình đối phương để trở thành con rể tương lai. Quý vị đừng đi đâu nha, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Và đây là giờ phút quan trọng của phần thử thách xui gia. Xin mời hai gia đình nhà trai đưa ra những dẫn chứng để thuyết phục gia đình nhà gái vì sao không nên chọn cậu con trai gia đình đối thủ. Xin mời. Đúng vậy, con không có nên lấy bên đây. Tại vì sao? Bởi vì con trai của cô với con cùng trang lứa. Thứ hai nữa là bên kia vì sao? Nó lớn tuổi hơn con mà. Thì bây giờ tới giờ nó chưa lấy vợ thì con biết là nó có vấn đề gì rồi. Và con nhìn bà già chồng kìa, mặt bả rất là khó khăn, thì con nghĩ đi về mà về bà chồng hết ra con sống nổi không? Đây gia đình mẹ nè, con của mẹ nè rất là trẻ trung. Thứ hai nữa là nó ý chí cầu tiến, tức nghĩa là khi khó khăn gì nó cũng có thể tự lái, tự mình vượt qua. Có nghĩa là không cần mà cha mẹ vượt chức cho mẹ. Bên đây là ví dụ nè, mở phòng mạch toàn là cha mẹ mở bung ra cho con mở phòng mạch là tự tiền của cha mẹ, lỡ có chuyện gì không thể là xử lý được. Còn bên đây con của mẹ là tự lập, không cần tiền cha mẹ, lỡ có chuyện gì xảy ra cũng có thể mà tự lèo lái mới thể lo cho con được. Và thứ hai là con thấy bà mẹ chồng không rất là vui vẻ, thì thương con cũng như là thương con ruột vậy đó. Sống một cuộc sống gia đình thoải mái thì con có cảm thấy là con thoải mái hay không? Con cứ yên tâm đi, con chọn con trai của mẹ là con lấy chồng cho con chứ không phải con lấy mẹ chồng, thì ra yên tâm, không có cái chuyện mà sợ là mẹ chồng khó. Tại vì con chọn con trai của mẹ là sẽ có nhà ở riêng, không có ở chung mà con lo. Còn cái chuyện mà nói là mở phòng nha cho con á, là cái này là con trai mẹ đó là giám đốc, là tự cái là cái tiềm lực khả năng của con trai của mẹ là tự gầy dựng ra cái chuỗi hệ thống đó chứ không phải là của gia đình tạo ra. Thế lại bên cạnh đó là con trai của mẹ là đó là tập công phu 10 năm, là có sức khỏe, là có ý chí để che chở bảo vệ cho con, thì con yên tâm, con không có lo vấn đề đó. Còn vì sao lớn là chững chạc, là bờ vai vững chắc che chở bảo vệ cho mình, thì con yên tâm. Nhưng mà con thấy con rằng khi mà mẹ lớn tuổi hơn như vậy thì là nó chênh lệch về cái tính cách, đúng không? Còn khi mà con của mẹ cùng trang lứa với con sẽ hiểu con rất nhiều. Và con luôn luôn nhớ là mẹ luôn nói là hai đứa cùng nhau tiến lên. Và con thấy là con trai của mẹ lúc nào cũng nói là biết nấu ăn. Đàn ông biết nấu ăn thì nó có thể là giúp con vừa mà lo bên ngoài vừa lo bên trong. Còn đàn ông mà ví dụ như làm nha khoa suốt ngày, có thời gian có phụ cho con nấu ăn thơm, mọi việc con cái là đều con lo hết. Con suy nghĩ coi, giữa mà đàn ông mà giúp con từ bên trong bên ngoài, con chọn bên nào ha? Con cứ yên tâm đi, con trai của mẹ biết sắp xếp công việc, không phải là làm hệ thống nha khoa không, mà mẹ con trai của mẹ là còn làm nhiều công việc khác. Nhưng mà tại vì là tập luyện công phu là coi như là tinh thần khỏe mạnh, là ý chí sáng suốt, thành ra là sắp xếp mọi công việc đâu ra đó hết trơn. Là con đừng có lo là vì công việc mà bỏ bê gia đình. Tại vì người đàn ông á, là coi như là đã chững chạc rồi, trưởng thành là biết lo toan vừa trong vừa ngoài, thành ra sẽ là phụ việc với vợ với con trong gia đình, là con yên tâm cái chuyện đó. Con thấy hồi nãy mà cái công phu mà chàng trai mà học võ không, học võ mà nóng tánh mà lỡ mà cãi lộn cái nó đục con liền. Con thấy là con trai của mẹ nè, thư sinh nho nhã mà đức niết liếc là biết lắng nghe. Cần một người đàn ông mà con biết lắng nghe, khi mà phụ nữ mà mình yếu đuối, khi mình buồn phiền cái gì về mà chồng mình nó lắng nghe mình mở ra cái tâm trạng mình cỡ mở, thì con cảm thấy sao nó rất là an ủi mình lắm, rất là vỗ về. Cần có một người đàn ông hiểu mình cần gì và muốn gì. Nè, con nên chọn con trai mẹ là xứng đáng nhất. Con yên tâm đi, con trai của mẹ đã luyện tập công phu 10 năm, không phải luyện tập công phu mà để đánh vợ hay là để vũ phu, mà cái này là mình để rèn luyện sức khỏe và để mình tự vệ phòng thân thôi, chứ còn không phải là để dùng những cái sức lực đó mà đối với lại những cái người thân thương của mình, mà chẳng qua là sức khỏe để bảo vệ người thương của mình thôi. Thành ra là con cứ yên tâm vấn đề đó.
À, cái đó là cái đó biện minh thôi, mà em thấy là cái người học võ luôn luôn lúc nào cũng nóng tánh. Mình nói một chuyện vô thực tế mà vợ chồng cãi lộn cấp bao giờ mà nhu mì được không? Tay chân cha miệng không à, đúng không? Còn khi một người thư sinh là nói bằng lời không à? Em phải suy nghĩ điều đó. Bây giờ con cứ suy nghĩ đi, hằng bao nhiêu gia đình á, người ta khi mà người ta có chuyện ra đâu phải là tất cả mọi người đều có võ, nhưng mà những cái ông chồng đó người ta cũng vẫn đụng tay đụng chân với vợ. Còn khi mà người ta nóng tính là người ta học võ để người ta kiềm chế bản thân lại, không phải là dùng cái võ của mình mà để sử dụng nó. Thành ra con yên tâm vấn đề đó. Con có muốn một người chồng mà suốt ngày sáng đi làm tới khuya tới tối về mà không lo vậy con, không có bao giờ mà san sẻ mà gom nước chồng vợ con, hay là con muốn một người chồng suốt ngày là biết lo bên ngoài, biết phụ con, biết có thể lắng nghe con? Con hãy suy nghĩ nha. Con yên tâm đi, bây giờ hả, người đàn ông của thế hệ mà biết lo ngoài, biết lo trong, coi như là biết lo công việc xã hội, biết lo cho gia đình này kia, giả sử nếu như bây giờ cái người đàn ông mà tối ngày mà kim chỉ vá may bếp núc này kia, con cũng đâu có thích đâu, thấy không? Đàn ông là phải tỏ rõ cái bản lĩnh của mình, cái ý chí của mình mà trong ngoài xã hội, chứ còn không phải là lúc nào là nấu cơm phụ vợ này kia. Cái đó cũng là một phần nào thôi, con yên tâm nha. Con trai cô tự lập như vậy là quá suy nghĩ, quá là ok rồi. Con hãy suy nghĩ đắn đo giữa đàn ông mà lo được, mà lắng nghe được, là có sự nghiệp có thể cầu tiến được, hay là cưng trọng một người đàn ông suốt ngày là vật chất của cha mẹ có sẵn, lớn tuổi nữa nè mà làm suốt ngày luôn. Con nghĩ suốt ngày mà bây giờ cưng có buồn phiền gì mà có lắng nghe được không, hay là nó nạt một cái bóp một cái luôn. Đang nóng giận mà làm mỏi mệt mà về con vợ mà tối ngày nó than nó buồn nữa. Con trai cô nè, vừa suy nghĩ được công việc vừa biết lắng nghe, thì con chọn bên nào? Mẹ hy vọng là hai con sẽ trao cho cơ hội và có thời gian tìm hiểu nhau. Khi mà tìm hiểu nhau rồi thì mọi thứ nó đều đồng điệu hết, không có cái chuyện mà nói là hả, suốt ngày đi làm hay là này kia. Con tôi là đã trưởng thành rồi, là tự cái đó sự nghiệp này ấy là do con tôi tự giả tạo dựng ra, chứ không phải là cha mẹ mà lót ổ sẵn cho con làm. Cái này là con tôi là tự hai bàn tay làm ra, ý chí làm ra, chứ không phải là dựa vào tài sản của cha mẹ. Chính vì là hai bàn tay làm ra, nhưng mà mở phòng mạch là nó suốt 24/24, khách hàng là thượng đế vô làm việc. Thôi hôm nay tôi nghỉ, tôi lo cho vợ tôi không làm gì hết hay sao? Nói là một chuyện nhưng mà thực tế là một chuyện. Phòng mạch là mở từ sáng tới tối, còn đây công việc có thể phân chia được thời gian nào rảnh cho vợ con, cuối tuần vợ vợ con đi thưa chơi. Thưa nhà gái, thưa con dâu tương lai, cái này là con trai tôi là làm giám đốc của chuỗi hệ thống, là cái đó là ở phòng mà phòng nha là đã có bác sĩ, là có nhân viên, chứ con tôi không có trực tiếp mà bảo là suốt ngày là ở ngoài phòng nha. Tại vì mình là còn bao nhiêu công việc là mình phải phân chia ra, mình có ý chí mà mình sắp xếp công việc rất là hợp lý, không có phải là lúc nào cũng chăm chăm công việc. Tại cuộc sống đúng là phải có tiền là mới lo được cuộc sống, nhưng mà bên cạnh đó là còn nhiều cái khác nữa, chứ không phải là chỉ là công việc không. Cái giám đốc mà điều hành như vậy là công việc với lại gia đình là phải hài hòa với nhau. Thành ra con cứ yên tâm, mà xin gia đình nhà gái là cứ yên tâm. Dạ. Thưa quý vị, thật ra mà nói thì còn nói gì nữa, hai người mẹ quá tuyệt vời, phải không? Vỗ tay đi ạ. Thưa quý vị, chưa bao giờ tôi thấy cái màn tranh luận mà đưa ra nhiều lý lẽ thấu đáo như vậy. Bên nhà nào cũng có lý lẽ thấu đáo để bảo vệ con của mình. Nhưng quan trọng là nãy giờ mẹ nói không à, chứ con chưa có nhập cuộc. Mời hai chàng trai nhập cuộc. Anh chỉ muốn nói là anh hiện tại đối với ở bên nhà trai, ở phía chàng trai bên kia thì thua rất là nhiều thứ về mọi mặt, nhưng mà chỉ được hơn cái là trẻ hơn thôi. Nếu em chọn anh thì anh là một cổ phiếu tiềm năng trong tương lai, nó chỉ có tăng chứ không bao giờ nó giảm, và em sẽ là một nhà đầu tư thực thụ khi mà em chọn anh. Em thấy nhà bên kia rồi đúng không? Và em nhận được những lời chia sẻ của mẹ anh rồi. Thì thực sự đây là những lời chia sẻ thật tâm đối với con người của anh. Anh đã trải nghiệm qua hơn tầng 10 năm trên cái đất Sài Gòn này, từ công việc, cuộc sống cho đến ý chí, tức là thể hiện bản thân và bản lĩnh của mình trên cái đất Sài Thành này rồi. Thì em thấy được, thứ nhất, sức mạnh anh không nói bằng lời nói, anh qua hành động. Sức mạnh đó không phải là để phô diễn, để phô trương hay là để ăn hiếp kẻ yếu thế, mà sức mạnh đó là để dành để bảo vệ người con gái mà anh tìm kiếm bấy lâu nay, cũng như là bảo vệ gia đình và những người thân yêu của anh. Bên cạnh đó, anh muốn xây dựng một cái sự nghiệp vững chắc. Anh dành thời gian rất nhiều cho nó là tại sao? Tại vì anh muốn mái ấm sau này của chúng ta, nó là nụ cười, hạnh phúc và cho cả tương lai của con cháu của chúng ta nữa. Thưa quý vị, đây là hai chàng trai, phải dùng từ là hai gu hoàn toàn khác nhau, đều rất phù hợp với Giang. Nhưng quan trọng là Giang và gia đình của mình lựa chọn như thế nào mà thôi. Ngay bây giờ, rõ ràng lựa chọn
sẽ thuộc về nhà gái. Thời gian hội ý bắt đầu. Khi mẹ nhà gái đưa ra quyết định, tôi muốn hỏi hai cố vấn. Nào, bản thân em sẽ dành một phiếu bình chọn cho gia đình nào? Trong hai gia đình, mỗi gia đình đều có những điểm mạnh, những ưu thế riêng. Nhưng mà nếu để được lựa chọn thì em mong bạn Giang sẽ chọn gia đình số 1 ạ. Số 1, chàng giám đốc. Đó là cậu bạn thời phổ thông, cô bạn thời đại học. Em dành một phiếu cho bên nào? Dạ, thì em nghĩ đến giờ là giây phút cuối cùng, thì em nghĩ Giang nên chọn theo con tim của mình. Mách bảo về phía nào thì Giang nên chọn về phía đó. Riêng bản thân em thì em nghĩ là phù hợp với bên nào? Em nghĩ là Giang phù hợp với anh số 2 hơn. Vì sao? Dạ, bởi vì anh số 2 có tuổi trẻ. Dạ. Và Giang cũng có tuổi trẻ. Đó là một sự tương đồng trong tình yêu. Dạ. Khi mà cả hai cùng ý chí với nhau và cùng có tuổi trẻ, có thời gian như nhau thì làm được rất nhiều việc lớn, phải không? Đây cũng là một gợi ý tốt, đúng không? Nhưng quan trọng, do hai em cho nên mẹ rối. Mời mẹ hãy lên tiếng đưa ra lựa chọn xem gia đình nào là gia đình mà mẹ mong muốn cho phép con gái mình được kết đôi. Xin mời mẹ. Trước tiên, để mà mình đưa ra cái lựa chọn và quyết định cho con gái thì phải nói là mẹ rất hãnh diện vì con gái mẹ hôm nay được hai chàng trai khôi ngô tứng tú và tài giỏi đã tranh luận để được con về làm dâu nhà hai cô. Nhưng để đưa ra một cái quyết định cho tương lai của con cô thì ngay buổi ban đầu cô cũng có nói là cô sẽ chọn một chàng trai khỏe mạnh và tương lai nghề nghiệp ổn định và để bảo vệ che chở được cho con gái cô. Thì cô xin phép. Gia đình số 1. Thưa quý vị, mẹ, tôi không thấy cây số 1 đâu. Hả? Không, con không chịu. Bây giờ con muốn chọn bạn số 2 cơ. Biết rằng mẹ sẽ tôn trọng ý kiến con, nhưng mà dù gì mẹ sanh con ra, mẹ là mẹ là người đi trước, mẹ thấu hiểu được, mẹ nhìn thấy được cái tương lai phía trước. Con biết là mẹ có nghĩa là tốt cho con. Mẹ biết là con yếu đuối, đôi lúc con thấy anh trai này công phu nhưng mà thật ra người ta không giỏi. Một khi có sức mạnh, có công phu chứ không phải là đấm đá võ luyện như ngoài kia như con nghĩ. Con biết là mẹ muốn tốt cho con, nhưng mà con tin vào duyên phận đó mẹ. Như thế này, mẹ nghĩ chàng trai này đủ bản lĩnh để che chở cho con. Con tại vì người ta không đủ thể hiện được, con hiểu không? Người ta không nói lên được bằng lời thì đa số những chàng trai đó là thật tâm. Mẹ ơi, con chưa bao giờ nài nỉ mẹ chuyện gì hết á. Nhưng mà mong hôm nay mẹ vì con mà tôn trọng quyết định của con. Mẹ rất là thương con, mẹ muốn chiều con. Hôm giờ mẹ đã chiều con rất là nhiều rồi. Nhưng mà ngày hôm nay, cái quyền quyết định cho tương lai con
mẹ nghĩ mẹ không chọn sai. Tại vì cái tuổi trẻ của tụi con suy nghĩ là chỉ có yêu và xứng đôi, nhưng thật ra tụi con đừng nghĩ một túp liều tranh hai quả tim vàng nữa con. Sau này nữa, nếu mà con không có tài chánh thì nó sẽ xảy ra mâu thuẫn. Rất là nhiều vấn đề xảy ra, mẹ đã từng gặp rồi. Cho nên mẹ không muốn con gái mẹ khổ. Mẹ vẫn quyết định chọn bạn trai số 1. Đó là quyết định của bạn. Nếu anh phải cần tìm ra được một lý do để em nghĩ rằng em không phù hợp với gia đình số 1 thì đó sẽ là gì? Thật ra là em muốn kiểu tìm một nửa của em là ngang tuổi em, kiểu đồng trang lứa, có thể là hỗ trợ nhau trong việc học hơn. Đồng trang lứa phải không? Kiểu như là tại giờ anh Trung hơi lớn tuổi. Trung năm nay nhiêu tuổi rồi em? Dạ 30 ạ. 30? Dạ. Em năm nay bao nhiêu rồi? Dạ em 19. Vấn đề này bình thường con. Bình thường mà mẹ phải không? Tại vì mẹ nhìn nhận ở cái bạn trai số 1 này á, là mẹ ghi nhận một điều thấu tim mẹ, đó là bạn sẵn sàng chia sẻ cho những cái tình thương bất hạnh ngoài kia. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bạn có ngành nghề ổn định. Và cái nữa, bạn học công phu, là những cái bạn nam đó rất là có sự kiên nhẫn. Và cái nữa, bạn không giỏi thể hiện, là những chàng trai đó mới thật sẽ bảo vệ cho con được. Mẹ tin là điều đó, mẹ không chọn sai. Thật ra anh biết bây giờ em vẫn đang cân nhắc và đắn đo dữ lắm. Đúng thưa quý vị, tuổi trẻ nào mà không muốn tình yêu của mình nó sốc nổi một chút, nó sóng gió một chút và nó thử thách một chút. Đó là những gia vị quá là tuyệt vời của tình yêu của tuổi mới lớn thưa quý vị. Nhưng em nên nhớ nha, trước mắt em là một người phụ nữ đã mang em đến thế giới này với một diện mạo xinh đẹp và trưởng thành như thế. Mẹ đã trải qua biết bao nhiêu là sóng gió rồi. Và anh tin rằng mẹ em không phải là một người cổ hủ đâu. Mẹ hoàn toàn rộng mở. Mẹ muốn lựa chọn điều tốt nhất cho em. Em hoàn toàn có quyền suy nghĩ ngay lúc này. Và anh vẫn muốn công bố phần lựa chọn của mẹ đã được công nhận. Và người được lựa chọn là gia đình số 1. Dạ. Gia đình số 2 cảm thấy như thế nào với quyết định của nhà gái? Tôi rất tôn trọng ý kiến của gia đình bên làng gái, nhưng mà tôi không phục điều này. Tại vì bên nhà gái thấy trước mắt cái vật chất phía trước thôi, nhưng mà không thấy tiềm ẩn bên gia đình của tôi. Tại vì sao? Tại vì cái anh chàng này 30 tuổi đương nhiên phải có sự nghiệp trước rồi. Trong thời gian con tôi 20 tuổi đang học, mà đại học gọi là cao đẳng kinh tế, đang học là cái tương lai rất là phát triển, chứ đâu phải là gia đình mà nó không danh giá hay là không có địa vị đâu. Có địa vị và tương lai rất sáng ngời. Và tôi tạo cho con tôi, tại sao cái tánh của bé rất là tự lập và cầu tiến. Khi mà con gái của chị mà về nhà con trai tôi á, ví dụ như có gặp khó khăn gì, con trai tôi nó cũng biết mà lèo lách hơn. Tại vì bé đã tự lập, không cần tiền cha mẹ, mà bé cũng có thể mà tự mà kinh doanh buôn bán. Làm lấy một người đàn ông mà mình tự lập như vậy rất là an tâm hơn lấy một người đàn ông đã có của sẵn. Có của sẵn khi mà có chuyện gì xảy ra, người đó sẽ không bao giờ mà biết mà chèo lái con thuyền như thế nào để mà chăm sóc vợ mình như thế nào đó. Thành ra là chị cứ thấy, tôi thấy là bên vật chất không, mà còn bên đây tuy rằng nó là sinh viên nhưng mà tương lai rất là sáng ngời. Dạ đó. Rồi chị nói cho em xin phép em nói, có nghĩa là chị nói là bên này em chọn về vật chất. Dạ xin lỗi chị, tại vì chính bạn trai số 1 này, cháu số 1 này là tự đôi bàn tay trắng lập nên, cho nên cũng thể hiện được cái sự bản lĩnh của cậu ấy để bảo vệ cho bé Giang nhà tôi. Nhưng vấn đề là cái tuổi tác rất là chênh lệch. Và đôi khi cái chênh lệch đó về sống chung nó sẽ tính cách cái khắc khẩu chưa chắc gọi là hạnh phúc. Còn con trai tôi với lại con gái chị rất là hợp đôi vừa ý, vừa học chung trường nữa, và có thể là học chung như vậy nữa, làm việc cùng chung một cái môi trường, tính cách trẻ trung, năng động, hiểu ý. Và con trai đặc biệt của tôi rất là tình cảm. Vì sao? Khi mà tình cảm con gái chị có chuyện gì xảy ra, nó cũng là người đàn ông bổ về, chia sẻ, động viên, mà đặc biệt là biết nấu ăn nữa. Có đàn ông bây giờ nào biết nấu ăn không? Không hề. Dạ, tìm mà người đàn ông đây, như vậy đây, dạ. Nhưng mà số đó rất là ít, nấu ăn rất là ít. Mà đàn ông này biết nấu ăn là rất là tuyệt vời. Còn đàn ông mà biết kiếm tiền. Dạ rồi, dạ rồi. Em xin ghi nhận điều này. Cho em nói chung quy lại, chị tranh luận ở đây thì cũng chỉ để mục đích là được con gái tôi rất là hân hạnh. Nhưng chàng trai kia cũng rất là bản lĩnh, cũng có nhiều tiềm năng, và cũng có khả năng là tôi chọn mẹ của bạn ấy nữa. Tại vì con với mẹ
là sống chung một nhà, đôi lúc con gái của tôi về chung nhà. Tôi xin phép được nói thật, chị quá lanh. Chị quá lanh. Đôi lúc bé nhà tôi nó quá hiền. Thật sự, nhìn chị số 1, đôi lúc nhìn trên cái nét mặt của chị á, mới lúc đầu tôi cũng sợ, tôi không có muốn chọn lựa cho con tôi. Nhưng mà sao để ý những cái cử chỉ, những cái hành động, những cái bẻ tay như thế này, là tôi đã cảm nhận được người phụ nữ này rất là tình cảm. Chị thấy tình cảm đây, tôi xin nhìn cảm khuôn ơn. Mặt rất là giờ, khó khăn nè. Chị có xin gửi có thấy đây. Bảo bọc nè, người phụ nữ này có thể bảo bọc được con tôi nè. Tại sao chị thấy bảo bọc? Chị thấy là ít nói mà có người ít nói, chị thấy là hiền không? À, nói chung á là con gái là muốn quen với bạn đồng trang lứa để mà có cái tình yêu lãng mạn thì cái đó là không ai ngăn cấm. Nhưng mà cuối cùng thì người ta cũng phải trở về cái thực tế. Cái thực tế cuộc sống thì nó sẽ khác với lại cái lý thuyết rất nhiều. Thành ra là mẹ chỉ gửi đến con cái điều như vậy thôi. Cuối cùng là mình cũng phải trở về thực tế cuộc sống. Dạ. Quý vị thấy đó, trong cuộc sống của chúng ta, hỏng lanh thì bị ăn hiếp, mà lanh quá cũng bị sợ là quá lanh, phải không ạ? Thật ra là hai người mẹ này bên nào cũng tuyệt vời hết, chỉ là mỗi bên một phong cách thôi. Mà quan trọng họ đều vì con hết cả, chứ không có bao giờ nghĩ cho riêng mình. Cho nên thật sự mà nói, tôi vẫn giữ quan điểm của mình, đây là hai người mẹ tuyệt vời nhất đêm nay. Chị, thật sự mà nói nha, con trai của chị đang giàu hơn chàng trai bên đây rất là nhiều. Thứ con trai chị đang sở hữu là tuổi trẻ, mà gia tài là tuổi trẻ, là tài sản lớn nhất của đời người. Cho nên chị đừng lo. Trong lúc này đây, để so sánh theo yêu cầu và mong muốn của nhà gái thì mình chưa phù hợp liền. Nhưng rõ ràng mình đang rất rộng mở con đường tương lai và sẵn sàng phù hợp với thậm chí là những cô gái tuyệt 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 hơn rất nhiều cô gái ngày hôm nay. Chúc cho chị cũng như em trong hành trình sắp tới sẽ gặp nhiều may mắn. Cảm ơn mẹ và em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Rất cảm ơn ạ, và hẹn gặp lại. Vì chưa bao giờ tôi cảm nhận âm nhạc của chương trình lại hay như thế trong những khoảnh khắc của ngày hôm nay. Phạm Giang, trong 15 giây suy nghĩ, nếu em đồng ý với lựa chọn của mẹ cũng như thấu đáo với những chia sẻ của chàng trai, hãy di chuyển ngay vào chiếc hộp đó, nắm tay nhau để màn đập hộp kén rễ ngày hôm nay thành công. Còn nếu như em vẫn giữ quyết định của mình như lúc nãy, là không muốn quen một người lớn tuổi hơn mình quá nhiều như vậy, thì em cứ đứng tại chỗ, màn đập hộp kén rễ không thành công. Bình tĩnh, thả lỏng một lần nữa. 15 giây dành cho Phạm Giang, bắt đầu. Con biết là mẹ muốn dành những điều tốt đẹp cho con. Tính con thì vẫn còn con nít nên đôi lúc hơi bốc đồng một xíu. Lần này con sẽ đưa ra quyết định của riêng con, nên mẹ hãy hiểu cho con nha. Con là tài sản vô giá của mẹ, duy nhất một mình con, cho nên mẹ sẵn sàng lắng nghe ý kiến của con. Thank you.
là một cái kết hết sức bất ngờ dành cho tất cả chúng ta. Người trong cuộc phải lên tiếng thôi. Nào, anh sẽ nhường lời lại cho Giang. Vì sao Giang quyết định lựa chọn như vậy trong khi mình trước đó đã có lựa chọn khác? Chắc là anh rất bất ngờ với quyết định của em đúng không? Đúng rồi. Thật ra thì em cũng như nãy em nói với mẹ là em vẫn còn nhỏ nên suy nghĩ của em đôi khi hơi nhanh quá. Lần đầu tiên mà em gặp một người mà nói em là cứ suy nghĩ đi, quyết định cứ từ từ quyết định, một người tinh tế mà lần đầu tiên em gặp, nên em muốn được lớn lên cùng anh, trưởng thành và hạnh phúc bên anh. Cái gì tôi nghe cái gì vậy? Em mong muốn được lớn lên, trưởng thành và hạnh phúc bên anh. Ý trời, nổi da gà. Trời ơi. Trung nghĩ sao khi mà nghe em chia sẻ như vậy? Dạ, dạ thực sự thì em đến bây giờ em rất là xúc động ạ. Em bên cạnh đó thực sự rất là bất ngờ luôn ạ. Tức là hồi nãy em đứng trong cái hộp đó là em nghĩ là thôi xong rồi, sẽ xong phim rồi, xong rồi. Không, nhưng mà anh rất là cảm ơn em, cũng như là con cảm ơn bác rất là nhiều. Thì cảm ơn gì? Cảm ơn mẹ. Cảm ơn bác. Đổi xưng hô đi chứ. Dạ, cảm ơn mẹ rất là nhiều vì cũng đã dành những cái lời khen có cánh cho con rất là nhiều ạ. Với bên cạnh đó cũng là ưu ái con. Dạ, bên cạnh đó nữa cũng dành tình cảm cũng như là người đã sinh thành ra em để con có cơ hội được nắm tay em ở thời điểm bây giờ. Thì những cái điều mà em lăn tăn, những cái điều mà em lo sợ, hoặc là những cái điều mà em cảm thấy vẫn còn chưa vững vàng, thì những cái khoảng đó anh sẽ dành lại cho em. Thưa quý vị, cứ yêu đi, vì cuộc đời cho phép chúng ta hãy cứ yêu đi. Để trái tim mình lên tiếng, nếu mình còn non nớt thì một người bạn đồng hành lý tưởng sẽ giúp mình trưởng thành hơn từng ngày. Chúc cho hai em có cơ hội tìm hiểu nhau thật lý tưởng, cũng như tìm kiếm nhiều điểm chung hơn để sớm đi đến bến bờ hạnh phúc. Và thưa quý vị, đây cũng chính là những cảm xúc thật tuyệt vời mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Đừng quên đón theo dõi chương trình Tập hợp kén rễ trong khung giờ quen thuộc 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện. Với hạnh phúc của đôi trẻ, chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau. Dater. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.